10 lợi ích về sức khỏe của lá dương xỉ. Vâng, thảo dược xanh số 1 Jindo xin kính chào quý bà con. Ngày hôm nay, thảo dược xanh số 1 Jindo xin chia sẻ với bà con về 10 lợi ích sức khỏe của lá dương xỉ. Để nhận được nhiều video hữu ích hơn, quý bà con hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào nút chuông. Thảo dược xanh số 1 Jindo xin cảm ơn. Cây dương xỉ được nhiều người biết đến là một trong những loại cây cảnh thường được trồng ở chậu, góc phòng hoặc các luống hoa. Tất nhiên, không phải tất cả các loại dương xỉ đều có những lợi ích cho sức khỏe. Nhưng bạn phải ngạc nhiên khi biết đến danh sách này dài như thế nào. Vậy dương xỉ là loại cây gì? Dương xỉ thuộc nhóm thực vật không có hoa và hạt, nó sinh sản thông qua bào tử. Dương xỉ khá phong phú về giống loài. Một số giống dương xỉ thực sự có thể ăn được và khá phổ biến ở châu Á. Do khả năng sinh sản thông qua bào tử, loài cây này yêu cầu môi trường sống ẩm ướt và nhiều cây gỗ, nơi cây có thể phát triển tối ưu. Tuy nhiên, cũng có một số giống dương xỉ có thể phát triển trong điều kiện sa mạc và thậm chí là cả đá. Về giá trị dinh dưỡng của lá dương xỉ, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết đến một thực tế rằng lá dương xỉ nhỏ bé khiêm nhường này chứa một lượng khá cao protein và khoáng chất như kẽm, kali và canxi. Hơn nữa, nó cũng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C và một số vitamin B phức hợp tuyệt vời. Ở những địa phương mà người dân quen thuộc với cây dương xỉ như một loại rau ăn được, họ coi loại cây này là một trong những loại cây có tác dụng chữa bệnh tại nhà. Tại một số nước châu Á như Indonesia, Malaysia hoặc thậm chí các nước như Mỹ, Canada, người dân địa phương có thói quen ăn rau dương xỉ. Ví dụ, ở một số vùng thuộc Mỹ, Canada, người ta hay hái ngọn dương xỉ đà điểu khi nó còn cuộn chặt để làm salad sau khi đã trần chín. Ngọn dương xỉ có thể được bán tại các chợ nông sản tươi hoặc khô với giá khá cao. Vậy những tác dụng của lá dương xỉ đối với sức khỏe như thế nào? Lá dương xỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe cho xương. Một trong những đặc tính y học tuyệt vời được tìm thấy trong lá cây dương xỉ đó chính là canxi. Có nghĩa loại rau xanh này rất tốt cho xương và răng. Thứ hai, giúp giảm các triệu chứng trong thời kỳ kinh nguyệt. Mặc dù lá dương xỉ không được khuyến khích cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nhưng loại rau này rất được khuyến khích cho phụ nữ ăn trong thời kỳ tiền kinh nguyệt vì dương xỉ chứa nhiều khoáng chất giúp giảm các triệu chứng do hội chứng tiền kinh nguyệt gây ra. Thứ ba, thúc đẩy chức năng tối ưu của hệ thần kinh. Để đảm bảo hệ thống thần kinh hoạt động đầy đủ, bạn phải đảm bảo rằng việc hấp thụ các khoáng chất là tối ưu. Lá cây dương xỉ chứa nhiều khoáng chất có lợi để thúc đẩy chức năng tối ưu của hệ thần kinh. Hơn nữa, lá cây dương xỉ còn chứa thiamine, một trong những loại vitamin B giúp tối ưu hóa chức năng của hệ thần kinh. Tác dụng thứ tư là nguồn cung cấp phốt pho tuyệt vời. Khi nói về khoáng chất, phốt pho là chất ít phổ biến nhất nhưng lại có những chức năng nổi bật. Khoáng chất này sẽ đảm bảo việc sử dụng tối ưu chất béo và carbohydrate để ngăn ngừa trọng lượng cơ thể quá mức. Một khẩu phần lá dương xỉ có thể giúp đáp ứng lượng phốt pho hấp thụ hàng ngày. Thứ năm, bổ máu. Bên cạnh phốt pho và canxi, lá dương xỉ cũng chứa nhiều sắt. Sắt là một trong những khoáng chất quan trọng và lợi ích sức khỏe chính của sắt là thúc đẩy sản xuất các tế bào hồng cầu. Số lượng hồng cầu rất cần thiết để phân phối oxy và chất dinh dưỡng cho toàn bộ hệ thống của cơ thể. Thứ sáu, giúp thị lực khỏe mạnh. Lá cây dương xỉ cũng chứa nhiều vitamin A, có nghĩa là loại cây này rất tốt cho thị lực. Những người hiện đang có thị lực kém có thể bổ sung lá dương xỉ vào chế độ ăn uống hàng ngày của họ để giúp giảm các triệu chứng và giúp thị lực khỏe mạnh hơn. Thứ bảy, tốt cho tim. Một trong những lý do tại sao lá dương xỉ rất tốt cho tim là vì nó chứa nhiều kali. Vâng, kali là một trong những loại chất điện giải và một trong những lợi ích của kali có thể giúp giảm huyết áp bằng cách loại bỏ lượng natri dư thừa trong máu. Khi huyết áp được kiểm soát, có thể ngăn ngừa đột quỵ và đau tim. Tiếp theo, thực phẩm được khuyến nghị cho bệnh nhân
bị tiểu đường. Những ai đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường phải biết rằng việc quản lý chế độ ăn uống hàng ngày của họ không còn dễ dàng như trước đây. Tuy nhiên, lá dương xỉ có thể là một món ăn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường vì lá dương xỉ có thể giúp lượng đường trong máu giảm đi. Cuối cùng, cải thiện sự chán ăn. Chắc hẳn sẽ có lúc bạn chán ăn. Vậy tại sao bạn không thêm lá dương xỉ vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp khắc phục tình trạng này? Lá dương xỉ có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho những người hiện đang trong giai đoạn phục hồi. Sau đây, mời quý bà con đến với những lưu ý sử dụng lá dương xỉ để tăng cường về sức khỏe. Tuy nghiên cứu đã tìm ra những chất có lợi cho sức khỏe trong lá dương xỉ, nhưng một số lưu ý về lá dương xỉ mà quý bà con cần nên biết. Nên biết rằng không phải tất cả các loại lá cây dương xỉ đều có thể ăn được. Một số cây dương xỉ không ăn được là có thể rất độc nếu bạn ăn chúng. Phản ứng dị ứng là một trong những điều phổ biến khi nói đến lá cây dương xỉ, đặc biệt là những loại lá mọc hoang. Nhiều đầu bếp chia sẻ công thức món ăn có lá dương xỉ thường lưu ý nên chị lên làm chín rau trước khi chế biến các món ăn để phòng ngừa dị ứng. Do chứa một số chất cụ thể, dương xỉ khuyến cáo không được cho phụ nữ ăn trong thời kỳ mang thai. Mặc dù trường hợp được báo cáo liên quan đến vấn đề này hiếm hoi, nhưng tốt hơn là giữ an toàn. Để thu được những lợi ích sức khỏe từ lá dương xỉ, chỉ nên ăn với lượng vừa phải, vì một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ liều lượng lớn dương xỉ có thể dẫn đến yếu cơ. Ngoài ra, cũng giống như nhiều loại thực vật thuộc nhóm thực phẩm khác, bạn nên biết dương xỉ của bạn được tiêu hóa từ đâu và tốt hơn cả là chỉ nên tiêu thụ rau hữu cơ có nguồn gốc an toàn. Vâng, vừa rồi Thảo Dược Xanh số 1 Zindo đã chia sẻ đến quý bà con về những công dụng tuyệt vời của lá dương xỉ đối với sức khỏe. Nếu thấy video hữu ích, hãy comment, like và chia sẻ video này để biết đâu sẽ giúp đỡ được người bạn của quý bà con tăng cường thêm sức khỏe. Thảo Dược Xanh số 1 Zindo xin cảm ơn.